Hey, xin chào các bạn, và tôi Nguyễn Tùng Sơn đã quay trở lại với các bạn ở đây. Và trong video này thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn bí quyết làm sao đó để các bạn có thể tuyển được referral và kiếm được hơn 100 triệu thu nhập một tháng trên online với trình duyệt Vray. Thì như các bạn cũng đã biết trước đây rồi, với Vray thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo được cho mình một cái nguồn thu nhập. Nhưng làm sao để có thể tạo được thu nhập lớn từ nó, thì trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn ba điều. Và cái việc là tin hay không tin là tùy ở bạn, được chưa? Và ba điều này thì điều đầu tiên, số 1, đó là liệu rằng những cái chia sẻ của tôi như vậy thì tôi đã thành công với kiếm tiền online với affiliate marketing với hay MMO hay chưa, hay chỉ là tôi chép gió, đúng không nào? Cái điều số 2 đó là vậy thì khi mà tôi thành công rồi thì liệu rằng đã có ai làm theo những chỉ dẫn của tôi mà họ cũng thành công và ra được kết quả hay chưa? Thì cái điều này tôi tin chắc rằng các bạn cũng quan tâm, đúng không nào? Tại vì cái điều số 1 thì chắc chắn rằng tôi phải có thì tôi mới nói được. Còn cái điều số 2 mới để là quan trọng, thì ai làm theo tôi mà thành công được. Và điều số 3 đó là cách làm như thế nào. Ok, rồi các bạn có quan tâm về cái chủ đề mà hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn không nào? Nếu như các bạn thực sự quan tâm thì đừng quên bấm một nút like video này. Và nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi gì, hoặc những cái thảo luận, hoặc là những cái chia sẻ về cái sự thành công của bạn, thì đừng quên comment ở phía bên dưới video này để nhận được những cái phản hồi từ tôi hay là những cái đồng đội của tôi nha các bạn. Và bên cạnh đó, nếu như bây giờ bạn là một người mới về kiếm tiền online, về kiếm tiền Ray, bạn chưa biết gì về nó, thì tôi có để lại tất cả những cái đường link về thông tin ở phía bên dưới video, ở phần đoạn mô tả, để các bạn có thể là tìm hiểu và các bạn nó coi được ngay từ đầu, đúng không nào? Ok, rồi thì bây giờ là tôi sẽ coi như các bạn đã từng theo dõi video của tôi trước đó rất là lâu rồi nhá. Ok, nào chúng ta hãy cùng vào trong clip. Tôi sẽ giải đáp cho các bạn hai điều thì tôi đã từng thành công với kiếm tiền online hay là Vray, cụ thể là Vray hay chưa. Đó, thì đây là một cái bằng chứng. Đây là một cái bằng chứng mà tôi post lên vào tháng trước, vào tháng 10, ngày 11 tới tháng 10. Thì tôi cũng rất là ít khi nào mà tôi chia sẻ với cái thu nhập của mình ở trên online, bởi vì cái này thực sự tôi thấy rằng là tôi cũng chẳng cần phải việc tôi chia sẻ cái thu nhập của tôi public nó ra làm cái gì hết. Tôi không phải công khai nó cho bất kỳ ai, không? Và tôi cũng thực sự không thích khoe khoang những cái thu nhập của mình trên online. Và nhưng có nhiều người bạn cứ hỏi rằng là liệu ông Sơn ông có thành công hay chưa, ông có làm được hay không mà ông lại bày đặt ông đi chỉ cho người khác như vậy. Nên khi mà tôi làm như vậy thì tôi cũng bắt đầu tôi chia sẻ cho các bạn về một trong những cái nguồn thu nhập của tôi từ online mà tôi đang chia sẻ gần đây, đó là về kiếm tiền với Ray, đúng không nào? Thì cái kiếm tiền Ray này, ở tháng trước thì tôi đã làm một cái video đó là về rút tiền Ray, thì tôi đã rút được về là gần 100 triệu. Đó, gần 100 triệu, đây các bạn có thể nhìn thấy được ở trên cái màn hình của tôi. Đó, vào ngày 11 tây tháng 10 thì tôi có chụp cái ảnh này lên và tôi đưa lên trên group. Đó, và các bạn cũng có thể là vào xem video trực tiếp đây này, ở trong phần là mục video trên kênh YouTube của tôi. Đó, thì tôi có quay lại cái video và tôi rút trực tiếp cho các bạn nhìn thấy, có thông tin tài khoản, có mã xác thực, từng bước để các bạn nó biết được rằng tôi đã rút tiền như thế nào, được chưa nào? Ok, thì các bạn có thể tìm hiểu và xem thêm cái video này nhá. Thì tất cả mọi thứ tôi đều để là đường link phía bên dưới video. Đó, thì cái điều đầu tiên đó là liệu rằng tôi đã kiếm được tiền nó hay chưa. Thì thực sự với Ray thì đây là một trong những cái tài khoản mà hiện tại tôi đang hoạt động. Đâu đó tôi có 8 cái tài khoản. Thì có nhiều bạn hỏi rằng là ô, vậy cần nhiều tài khoản để làm gì? Và thứ hai là thế nếu Sơn làm nhiều tài khoản thì tôi cần làm nhiều tài khoản hay không? Thì tôi xin thưa với các bạn rằng tôi làm nhiều tài khoản để tôi sẽ chia ra thành những cái vùng khác nhau. Ví dụ như bây giờ là Ray, như các bạn đang biết, họ đang trả theo vùng, theo group. Group 1, group 2, group 3, group 4, group 5. Thì cứ mỗi một group nó sẽ trả thu nhập là khác nhau đi. Nên nó bởi vậy tôi muốn đo lường xem rằng cái tài khoản nào đang đem về cái hiệu quả cho tôi và kiếm được nhiều tiền nhất. Nên hiện tại tôi đang có 8 cái tài khoản các bạn. Còn cái câu hỏi đây là bạn có nhất thiết hay không, thì tôi thấy rằng các bạn không cần phải làm giống như tôi. Bởi vì đôi khi bạn chỉ cần có khoảng một vài trăm được download cũng là lớn lắm rồi, hoặc một vài nghìn download cũng là lớn lắm rồi. Còn ở đây tôi có vài chục nghìn được download. Nên nó bởi vậy tôi chia ra thành nhiều tài khoản khác nhau để tôi đo lường cái tính hiệu quả của nó. Đây, như các bạn nhìn thấy này, đây là cái giao diện của tháng mới nha. Tháng 11 này nó sẽ cập nhật, nó hoàn chỉnh cái giao diện này để chúng ta sẽ biết được rằng
cái thu nhập của chúng ta, cái confirm này này, nó sẽ được tính vào trong group nào, thì cứ thế nó nhân tiền cho chúng ta thôi các bạn. Nó rất là rõ ràng và minh bạch, tôi thấy cái điều này rất là tuyệt vời. Còn nếu như các bạn đã chia sẻ từ những cái tháng trước đó, tức là ngày 30 tháng 9, ngày 1 tới tháng 10 trở về trước đó, thì các bạn vẫn được 5 đô la trên một lần confirm đó. Cứ sau 30 ngày thì nó confirm cho các bạn đó. Thì đây đây là cái tháng 10 của tôi, thì tôi đang chia sẻ chưa hết tháng 10 này, thì nó đang được khoảng 1.378 lượt download trên một cái tài khoản này. Còn nó ngoài ra thì cái tài khoản này từ trước giờ thì tôi được tổng cộng là 3.850 lượt download rồi. Nếu các bạn vẫn chưa biết được rằng cái V này là gì, thì tôi có để lại tất cả đường link thông tin ở phía bên dưới video để các bạn tìm hiểu nhé. Đó, thì bây giờ các bạn có thể tính thử xem này. Bây giờ cái giá coin á, của đồng BET này á, coin market cap, các bạn lên search nhá, coin market cap này, bạn kéo xuống này đồng Ray này, hiện tại đang xếp thứ 28, thì đồng này đang trị giá là 0,24 245 245 245, được chưa nào? Bây giờ tôi đang có 6.400 lượt 400 đồng BET, tôi nhân lên với cả 0,245 thì tôi đang có được 1.568 đô, nhân với cả 23.000 đồng lên thì tôi đang có 36 triệu, được chưa nào? Đó, thì cái này nó chưa trả cho tôi, thì đến ngày 8 tây tháng 11 thì cái tiền này nó sẽ trả vào cái ví Uphold, và sau đó thì tôi lấy tiền từ ví Uphold này thì tôi bán nó đi. Thì cái video về cách rút tiền như thế nào thì tôi đều quay lại vào rồi các bạn đó. Sắp tới đến chu kỳ để rút tiền rồi á, lãnh lương rồi á, thì các bạn đã quay lại cái video để xem lại cái hướng dẫn và làm cho nó chuẩn nha các bạn nha. Rồi đó, thì cái đầu tiên đó là câu hỏi, đó là tôi đã là người kiếm được tiền thành công với hình thức vay này rồi, và tôi đã kiếm được hàng trăm triệu với nó, và bên cạnh đó thì tôi cũng có rất là nhiều những đồng đội, những người bạn cũng đã kiếm được vài trăm triệu thu nhập từ cái vay này. Tôi chỉ tiếc một điều, đó là tôi không biết tới nó sớm. Nếu như mà tôi biết nó từ đầu năm 2018 và tôi làm nó liên tục, thì có thể là cái số tiền nó kiếm được nó không phải là một vài trăm triệu, nó lên tới vài tỷ, thậm chí hàng chục tỷ các bạn. Đó, đôi khi các bạn nghĩ rằng á, cái việc đây là cái ông Sơn ông chém gió, nhưng thực ra đối với tôi á, có rất là nhiều những cao thủ bên ngoài kia họ đang làm thực sự, nhưng họ đi ngầm các bạn, họ không bao giờ chia sẻ cho các bạn những cái điều tuyệt vời như vậy đâu. Các bạn có công nhận điều này không nào? Các bạn nếu như các bạn công nhận cái điều mà tôi nói đúng á, thì các bạn hãy comment cho tôi biết cái quan điểm của bạn phía bên dưới video này nhé. Đó, thì các bạn nhớ vào trong cái group mà tôi để lại cái đường link ở phía bên dưới để được tham gia vào đây. Đó, cái câu hỏi số 2 đây, thì liệu rằng đã có ai làm được thành công theo những chỉ dẫn của tôi hay chưa? Thì cái điều này á, thời gian gần đây thì tôi cảm thấy rất là mừng, bởi vì có một vài bạn nó cũng bắt đầu chia sẻ cái thành tựu của bạn vào trong group. Ví dụ là anh này, anh tên là anh Trần Hinh này, thì anh ấy chia sẻ rằng là nhờ Sơn nên nó biết được thêm một cái kênh kiếm tiền online mới, mới nghịch nghịch một chút thôi thì đã bằng cái đường này rồi. Thì anh ấy làm và đâu đó trong khoảng một tháng vừa qua anh đã được 4.085 lượt download. Mà nếu mà tôi tính ra thử cái thu nhập của anh này trong cái tháng vừa qua, anh sẽ được gần 100 triệu nếu như cái lượt download này nó confirm và nó trả về đồng BET cho anh ấy. Hiện tại cái đồng BET đang trả cho anh ấy đang là 8.939 đồng này. Đó, được chưa? Thì không phải là chỉ một mình anh làm được, mà có rất là nhiều người bạn khác cũng làm được. Giả sử đi, bạn này bạn ấy hỏi là hôm nay thì mới cập nhật cái giao diện nên bạn ấy hỏi về giao diện thôi, nhưng bạn thấy này, bạn ấy đang có 637 lượt download. Không phải là, hay là bạn khác này, 196 lượt download này. Hôm bữa tôi có đăng được một bài viết để tôi thử khảo sát xem anh em làm được có hiệu quả hay chưa. Đó, thì cũng thấy được một vài anh em comment vào cái bài viết của tôi đây. Đó, thì đây là người thật việc thật nha các bạn, người thật việc thật, và họ kiếm được tiền thật từ đây. Ví dụ như bạn Chí Nguyễn này, bạn được 1.115 lượt download này, thì chắc chắn rằng bạn cũng phải kiếm được mấy triệu từ cái này. Người làm bình thường thì có thể kiếm được vài triệu, người làm tốt có thể kiếm được vài chục triệu từ cái hình thức này. Nhưng trong video này thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách làm sao đó bạn có thể nhanh chóng và tranh thủ. Bây giờ nó sắp hết cái thời điểm được kiếm tiền break rồi, thì chúng ta vẫn tranh thủ, vẫn còn cái cơ hội để chúng ta vẫn có thể tạo được cái thu nhập lớn với cái này. Còn cái việc là tin hay không tin là tùy ở bạn. Rồi, thì bây giờ tôi sẽ nhanh chóng đi tới cái bước đó là cách làm như thế nào, đúng không nào? Cách làm như thế nào đây? Cách làm như thế nào đây? Thì bây giờ nhé, các bạn cần phải luôn luôn có cái bảng này. Đó, cái này thì trước đây tôi nhận ở trong mail á, email á. Đó, trong email thì cái này nó được tính vào ngày 1 tây tháng 10 năm 2019, và nó bắt đầu nó tính theo hình thức trả thưởng này.
Còn những ai mà đang có lượt giới thiệu download kể từ ngày 1 tới tháng 10 từ về trước thì các bạn vẫn đang có 5 đô la trên một lượt download. Còn bây giờ từ ngày 1 tháng 10 trở về sau thì các bạn nó sẽ tính theo từng vùng. Thì bây giờ là cái chiến lược của chúng ta là làm thế nào đó để chúng ta có thể đánh được vùng 3, vùng 2 và vùng 1 đây, để chúng ta có được cái lợi nhuận cao nhất trên một lần làm. Các bạn giả sử đi, bây giờ tôi đang có là 5.000 download đúng không nào? Mà 5.000 được download này, tôi có tính là 0,2, có nghĩa là 20% người download về và sau 30 ngày họ vẫn tiếp tục họ sử dụng, thì tôi đang có 1.000 lượt confirm. Và cứ mỗi một lượt confirm như vậy, giả sử đi tôi được ở trong vùng 3 thì cứ một lượt confirm tôi có 5 đô, và tổng cộng số tiền là tôi nhận được là 5.000 đô, mà nhân lên với cả 23.000 đồng trên một đô la thì tôi sẽ kiếm được 115 triệu. Và nó rất là thực tế, nó khả quan các bạn, rất là khả thi. Thì bây giờ này, quan trọng là bạn có chịu làm hay không, có chịu thực hành hay không. Thì nếu như bây giờ các bạn ấy chịu làm, tôi tin chắc rằng, tôi cá với các bạn luôn, chắc chắn các bạn thành công, các bạn kiếm được tiền dựa vào cái phương pháp này của tôi. Nên trong nhiều năm vừa qua, trong suốt 3 năm, 4 năm vừa qua thì tôi đã giúp không phải là chỉ một vài người thành công với MMO đâu các bạn. Không phải là giúp cho một vài người kiếm được tiền trên online, internet nhờ bằng chiếc điện thoại smartphone đâu, mà hàng trăm người, thậm chí hàng nghìn người thì tôi không có chắc, không, nhưng mà vài trăm người là có thể có điều đó các bạn. Còn những cái người mà họ kiếm được trên 100 triệu một tháng rất là nhiều, không, nhưng đôi khi họ ít khi nào họ chia sẻ, hoặc là tôi cũng không có hay khoe họ là ai hay là họ ở đâu, không, bởi vì tôi cũng tôn trọng cái quyền cá nhân của mỗi người, đúng không các bạn? Thì cái điều này các bạn có đồng ý với tôi không ạ? Thì tôi tôn trọng cái quyền cá nhân của mỗi người. Còn khi mà các bạn đang học chương trình coaching online 1:1 của tôi á, thì các bạn việc ra được cái kết quả kiếm được một vài trăm triệu một tháng, không, và nó không phải là chỉ một dự án Ray, nó còn rất nhiều những dự án về sau này. Và theo như cái nhận định của tôi từ trước đến giờ thì tôi thấy được rằng là cứ mỗi một năm thì nó có rất là nhiều những dự án, và quan trọng là mình có được cái thông tin và mình nhanh nhạy và mình đẩy nhanh cái tốc độ mình lên, thì mình sẽ dễ dàng mình tạo được cái nguồn thu nhập rất là lớn. Và đôi khi mình không cần nó phải có được cái quá nhiều cái kỹ năng và kinh nghiệm đó, thì quan trọng là các bạn cần phải có đội nhóm với nhau. Thì bây giờ cái chiến lược làm sao để có thể đánh được vùng 3, vùng 2, vùng 1 ở đây, tôi muốn phân tích cho các bạn để các bạn nắm rõ được cái bài bản nha. Đó, nên các bạn phải cố gắng xem video từ đầu đến cuối đấy nhá. Thì bây giờ này, tôi cứ phân tích ở đây, những cái bọn này á, là họ đang nói tiếng Anh, thì giả sử bây giờ tôi sẽ target tới là United States là chủ yếu, còn những cái tiếng khác á, thì các bạn cần phải tự suy luận ra nhá. Ví dụ Japan, các bạn đang là đang sống ở Japan thì các bạn sẽ biết có những cái cộng đồng nào ở bên Nhật, có những cộng đồng nào bên New Zealand, có những cộng đồng nào từ bên Pháp hay là Canada, thì các bạn cần phải suy luận ra, các bạn cần phải suy luận ra, không? Chứ nếu như bây giờ tôi không thể nào chỉ cho các bạn từng bước đi được, các bạn phải suy luận. Còn nếu như bạn muốn chỉ từng bước đi, từng kèm cặp, thì các bạn cần phải vào trong chương trình chuyên sâu coaching online 1:1 thì tôi mới chỉ cho các bạn được chưa? Rồi, ở đây nhá, các bạn hãy thử tìm cái từ khóa này, affiliate marketing nhá, hay là từ khóa là make money online. Bởi vì sao? Việt Nam thì nó gọi là MMO, nhưng nước ngoài người ta gọi là make money online. Các bạn tham gia vào trong những group này đi, bạn tham gia hết vào trong những group này đây nhá. Các bạn đã tìm ở đây, sau đó các bạn chọn ở phần là danh mục của nhóm, trên điện thoại thì nó cũng giống y hệt như vậy thôi. Sau đó các bạn xin tham gia vào trong group này đi, xin tham gia vào trong group này. Thành viên của họ rất là đông. Rồi, thành viên họ rất là đông. Thì có phải là đâu đó chắc chắn á, khả năng cao là những cái người này á, họ sử dụng tiếng Anh. Bạn đồng ý không nào? Khả năng cao là những cái người này họ sẽ sử dụng bằng tiếng Anh để họ sẽ giao tiếp đây. Vừa nãy tôi mới được duyệt vào trong một group về affiliate marketing ở đây. Thì trong những group này, làm sao để tôi có thể tuyển được những cái người này, họ trở thành cái người referral của tôi, và họ đồng ý để tải cái trình duyệt Ray của tôi về. Thì cái nguyên tắc ở đây á, để tôi chia sẻ với các bạn á, đó là các bạn á, cần phải có một cái giá trị gì cho họ, không? Cần có giá trị mang lại cho họ. Chứ nếu như bây giờ các bạn nó bảo rằng là bấm vào đường link của tôi đi để các bạn tải cái này về, không? Thì chắc chắn rằng họ sẽ không làm, không? Và cái lượt tiếp cận hay lượt click nó không hiệu quả cao. Thì bây giờ bạn hãy phải nhớ là bạn cần phải mang lại giá trị gì cho họ. Ví dụ nhé, bây giờ cái Ray này nó mang lại giá trị gì cho bạn đây, thì bạn cần phải biết được. Giả sử đi, nó tăng được tốc độ trình duyệt web, tăng tốc trình duyệt web, hay là chặn quảng cáo. Các bạn có thấy phiền không khi mà đôi khi các bạn xem phim, hay là các bạn nó xem nghe nhạc, hay là các bạn nó coi những video về thành công,
tự nhiên đang coi ngon lành, nó cứ ập vào quảng cáo tới, ập quảng cáo tới, ập quảng cáo tới, không thì rất là phức tạp, rất là cảm thấy nó khó chịu đúng không nào. Thì bây giờ các bạn cần phải nói được cái lợi ích ra đó. Tôi giả sử đi, tôi nói rằng đó là một cái trình duyệt mới giúp cho tăng gấp 8 lần tốc độ, ai quan tâm comment phía bên dưới đúng không nào. Các bạn hãy nhớ này, khi mà các bạn đã mang lại cái giá trị cho họ thì các bạn mới tạo được cái sự quan tâm lớn, được chưa? Chút nữa tôi chỉ cho các bạn cách làm tiếp nhé. Rồi, hay là cái brain này nó sẽ giúp gì cho họ? Các bạn nó phải hiểu được rằng brain nó giúp cho họ kiếm được tiền, đúng không nào? Kiếm được tiền. Đó, thì không phải là bạn kiếm tiền từ họ. Đó, mà bạn cần phải chỉ cho họ kiếm được tiền. Nên tại sao tôi download, tôi có lượt nhiều đứa download thì có phải là tôi đang chỉ cho bạn kiếm được tiền đúng không nào? Tôi đang chỉ cho các bạn kiếm được tiền thì tôi đang mang lại giá trị cho các bạn để các bạn có được thông tin. Còn dĩ nhiên nếu như bạn không làm thì thôi, bởi vì còn rất là nhiều người khác đang làm theo những sự hướng dẫn của tôi. Đó, đó là cái bí mật, đây là bí quyết. Bạn mang lại giá trị gì cho họ, bạn giúp gì cho họ. Đó, còn nếu như bây giờ bạn lăm le cái việc là bạn kiếm tiền từ họ thì bạn không bao giờ thành công. Không. Nên là tại sao có những người cũng làm được cái này, kiếm được tiền, nhưng cũng có người cũng chia sẻ giống như tôi nhưng họ lại không thành công, họ không kiếm được tiền. Bởi vì họ chưa hiểu được cái lý do là cần phải mang lại giá trị cho một ai đó. Rồi, thì bây giờ tôi giả sử đi, bây giờ tôi nói là cái tăng tốc độ trình duyệt web nhé. Đây này, bây giờ tôi sẽ lặp lại các bước để các bạn hình dung ra được này. Các bước số 1, các bạn đã cần phải tham gia vào nhóm bất kỳ của quốc gia mà bạn muốn làm. Thì bây giờ tôi giả sử quốc gia tôi làm ở Mỹ, còn giả sử bây giờ bạn là Nhật, bạn New Zealand thì mỗi quốc gia nó sẽ có một cái nhóm riêng của nó, hay là thậm chí là những cái nhóm việc làm thêm này, những cái nhóm là người Việt định cư ở nước ngoài này, ở Mỹ, ở Canada, ở Nhật, ở Pháp thì đều có những cái nhóm như vậy. Bạn tham gia vào những cái nhóm này đi thì bạn không cần phải biết tiếng Anh. Ok không? Các bạn đồng ý với tôi điều này không nào? Đó, các bạn tham gia vào cái nhóm, hoặc là những cái nhóm thì ở Việt Nam có nhóm hội cha mẹ, hội làm đẹp thì theo những các bạn nước ngoài có không? Ở Việt Nam có những cái nhóm việc làm thêm không? Việc làm part time, việc làm freelancer, hay là những cái nhóm về bà mẹ bỉm sữa, nhóm cha mẹ thì theo các bạn ở nước ngoài có không? Thì theo các bạn ở nước ngoài có những cái nhóm về chia sẻ về bán hàng, theo các bạn có rất là nhiều đúng không? Thì bây giờ các bạn cần phải liệt kê ra được. Bây giờ tôi chia sẻ các bạn điều này rất là kỹ rồi đó. Đúng không? Các bạn phải liệt kê các nhóm theo chủ đề. Tôi giả sử đây, ví dụ bây giờ là việc làm thêm. Đó. Hay là nước ngoài thì các bạn có thể sử dụng cái từ part time. Hay là ví dụ là hộ cha mẹ, hoặc là từ khóa là cách nuôi con, cách nuôi dạy con, hoặc là các bạn tham gia vào những cái nhóm về marketing online, hay là người Việt ở ở đâu thì các bạn điền cái này vào nhé, chấm chấm này rất chi tiết rồi các bạn, rất chi tiết cho các bạn điều này đó. Tôi chưa bao giờ tôi chia sẻ các bạn chi tiết điều này đâu, bởi vì đây là bí mật quốc gia mà. Không, các bạn có thể kiếm được 100 triệu, nên ai mà kiếm được á vài triệu hay là vài chục triệu thì cũng nhớ inbox của tôi nhá, không cần phải khoe cái kết quả ra để cho những người khác chúc mừng cho bạn nữa, hoặc là bạn nó đăng vào trong group này nè, hoặc là inbox của tôi, được chưa? Và các bạn phải chia cho tôi nha, nói đùa đấy, không nhất thiết phải chia đâu, nhưng mà tôi rất là mong khi mà các bạn nó làm được thành công, các bạn nó khoe tôi biết để tôi có được thêm cái động lực, được không nào? Tôi sẽ cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn ạ. Đó, thế nên các bạn thấy video này có giá trị á, các bạn đừng quên comment cái điều gì đó phía bên dưới video này nhá, để lại những cái thông tin tích cực đó, để cho những cái người khác về họ xem video này sau á, họ sẽ nhận được những cái giá trị như bạn. Ok, xin phép uống miếng nước ạ, khát nước ạ. Ok, thì các bạn đó hãy giúp tôi á, chia sẻ cái video này, chia sẻ video này lên trên Facebook cá nhân của bạn, chia sẻ nó lên Facebook cá nhân, và hãy follow tôi ở trên cái trang cá nhân này này. Bởi vì sao phải follow? Thực ra là các bạn bấm một nút follow thì tôi cũng chẳng có tiền thêm đâu các bạn. Nhưng ở đây á, khi mà các bạn follow tôi á, thì sau này á, khi mà tôi có những cái thông tin mới thì tôi sẽ liên tục tôi cập nhật cho các bạn được. Đó, và các bạn sẽ xem được nó trước. Thì đó là quyền lợi của các bạn thôi. Ok, thì bây giờ tôi sẽ nói tiếp này này. Bạn liệt kê ra các nhóm nha. Sau đó các bạn đã tham gia vào cái nhóm như vậy. Thì tôi viết thêm một vài từ khóa nữa để cho các bạn có được thêm những gợi ý. Affiliate marketing này, về make money online này. Các bạn hãy nhớ này, mình có nhu cầu kiếm tiền thì tụi nước ngoài nó cũng có nhu cầu kiếm tiền, nó ngang như mình, các bạn không có thua kém gì đâu các bạn ơi. Đó, các bạn đã tham gia vào những cái nhóm quốc gia giống như vậy nhá,
thì mỗi một quốc gia nó sẽ có một cái ngôn ngữ khác nhau. Thì lúc này tí nữa tôi sẽ nói với các bạn về cái ngôn ngữ. Rồi, bây giờ này, cái bước số 2. Xin lỗi các bạn, không, khàn cổ quá. Bước số 2 ở đây đó là các bạn cần phải là chuẩn bị một cái content. Đó, cái content đây là cái nội dung á, cái nội dung để các bạn nó đăng lên vào trong cái group. À, sorry các bạn, bước số 2 ở đây á. Đây là cái này là bước số 3 đi. Bước số 3. Thì cái bước số 3, bước số 2 á là các bạn nó xin tham gia vào các nhóm. Tại vì bước số 1 á là các bạn đang lập ra danh sách, thì bước số 2 là các bạn xin, bước số 3 là các bạn chuẩn bị các nội dung content, sau đó thì các bạn đăng vào trong nhóm. Thì bây giờ đăng vào nhóm là đăng như thế nào? Tôi nói cho các bạn biết nhé, không phải là mình nghe như thế nào là mình làm y như vậy đâu. Bởi vì đăng vào nhóm, các bạn giả sử đi, bây giờ bạn đăng vào nhóm xong bạn để link lại là các bạn chết luôn. Thế bây giờ nhé, tôi giả sử để link lại là như thế nào. Tôi viết vào trong nhóm này một cái bài viết, đó là ai quan tâm về cách kiếm 100 triệu một tháng từ online thì bấm vào link này. Đó, rồi thì cái link này giả sử nó là cái gì gì đó. Rồi, bla bla bla, được chưa? Thì nếu như bây giờ tôi đăng cái bài này lên thì theo như các bạn á, cái tương tác nó có cao không? Tôi đảm bảo với các bạn á, khi mà các bạn đăng như vậy tương tác sẽ rất là thấp. Và thứ hai á, các bạn không phải là chủ admin của group thì các bạn nó sẽ bị ban ngay. Bởi vì sao? Các bạn nó đang điều hướng, tức là cái nguyên tắc ở đây bạn không được phép điều hướng. Đó. Đó, các bạn á, hãy nhớ là cái nguyên tắc này rất là hạn chế điều hướng người dùng ra ngoài. Đó, khi mà các bạn điều hướng thì chắc chắn rằng các bạn bài viết các bạn sẽ bị xóa. Đó, thì bây giờ cái cách đăng bài thông minh ở đây á, là các bạn đăng bài nhưng các bạn không được để link ngay từ đầu. Nhớ này, không để link ngay từ đầu, được chưa? Thì bây giờ cũng là cái câu hỏi này, tôi nói ai quan tâm về cách kiếm 100 triệu một tháng từ online thì, nhưng không phải bấm vào đây mà là thì comment tôi chẳng hạn, tôi muốn bên dưới bài viết này. Đó, thì nếu như mà tôi đăng cái bài này thì theo bạn tương tác cao không? Chắc chắn rằng họ sẽ comment tôi muốn ở đây. Đó, thì những cái người comment tôi muốn đây thì tiếp theo mình sẽ làm gì với họ? Tiếp theo mình sẽ làm gì với họ? Thì cái cách số 1. Rồi, tôi nói đến đây là quá chi tiết rồi nha các bạn. Đó, tôi nói đến đây là quá chi tiết rồi nên tôi tin chắc rằng những ai làm theo các bạn kiếm được tiền là cách chắc. Tôi cam kết với các bạn điều đó luôn, không? Chỉ sợ là các bạn không có làm thôi. Nhưng trước khi mà tôi nói tiếp á, thì ở đây tôi có một cái lời khuyên cho các bạn. Có rất là nhiều người bạn á, hỏi với tôi rằng Sơn ơi, thì Sơn đang chia sẻ rất là nhiều hình thức về kiếm tiền online, về Play, về P Network, về kiếm tiền trên điện thoại, về Clickbank, thì cái hình thức nào là uy tín lâu dài? Thì tôi chia sẻ các bạn luôn, Play hay là P Network nó là những cái cách về giúp cho bạn đó là dường như nó là dạng cơ hội. Nên đó, theo trend các bạn sẽ nhanh chóng kiếm được một khoản thu nhập lớn trong khoảng thời gian ngắn. Đó. Nhưng nó không phải là một cái lâu dài. Còn nếu kiếm tiền online trên điện thoại ấy, thì nó lại không phải là cái kiếm tiền nhiều, nhưng nó lại là cái kiếm tiền lâu dài. Được không nào? Tại vì nó dễ làm. Còn nếu như bây giờ các bạn vừa muốn kiếm được tiền nhiều, vừa muốn kiếm tiền lâu dài, thì lời khuyên hãy học về Clickbank. Đó. Thì các bạn nếu như các bạn là người mới bắt đầu, các bạn chỉ cần lên trên YouTube các bạn search từ khóa là Sơn PS dạy Clickbank ở đây. Bạn nhớ đăng ký vào kênh YouTube của tôi thì tôi có để lại những cái video mới liên quan về Clickbank thì tôi đều để lại ở đây. Và sắp tới á, thì tôi sẽ có một cái đồng loạt cập nhật hết những cái nội dung mới về Clickbank, về những cái traffic, về những cái cách làm, về những cái sản phẩm dễ bán. Thì đó là cái thông tin thêm nhé. Nếu như bạn muốn học một cái điều gì đó lâu dài, bền vững và giúp cho bạn có được thêm nhiều kỹ năng, nhiều cái trải nghiệm, nhiều cái tuyệt chiêu về marketing online hay là về bán hàng online, thì các bạn nên học với Clickbank. Đó, cái này nó rất là hay, được chưa nào? Thì tôi đang dạy với cái điều này. Đó, các bạn có thể học miễn phí hoặc là tham dự chương trình học chuyên sâu nếu như bạn có điều kiện. Đó, thì các bạn tùy các bạn nhé, được chưa? Thì thông tin tôi đều để lại hết ở trên kênh YouTube hoặc là để lại đường link phía bên dưới video này. Rồi, ở đây tôi sẽ nói tiếp cho các bạn nhé. Quay lại chủ đề,
Thì cái cách đầu tiên đó là khi mà người ta đã comment đây này, tôi quay lại cái bài viết này để bạn dễ hình dung nhé. Tôi post cái bài lên thì thế nào người ta cũng sẽ comment tôi muốn rất là nhiều. Và cái bài post đó, nếu như vào trong những cái group mà nó lên hàng trăm nghìn thành viên đó, giống như group này này, thì chắc chắn rằng cái bài post của bạn nó khả năng cao nó sẽ được là cả vài trăm lượt comment, thậm chí nó lên tới hàng nghìn lượt comment. Thì tiếp theo khi mà có nhiều comment nó như vậy thì chúng ta làm gì? Thì cái cách số 1 đó là không làm gì cả. Không làm gì cả. Bởi vì sao? Cái cách số 1 đây là khi mà các bạn không làm gì cả thì họ cũng sẽ chủ động họ inbox cho bạn rồi. Bạn đồng ý điều này với tôi không nào? Họ sẽ chủ động inbox cho bạn là hỏi cô làm thế nào, làm thế nào, làm thế nào chỉ tôi với. Được chưa? Nhưng dĩ nhiên mình sẽ không có phải là không làm gì cả. Đúng không? Nhưng cách số 2 đây. Một cái rất là thông minh đó là bạn hãy đăng đăng một bài hướng dẫn ở ngay trên Facebook cá nhân của bạn. Được chưa? Đó thì lúc đó thì tôi mới quay lại cái trang cá nhân của tôi. Tôi đăng một cái bài viết hướng dẫn ở đây. Đó, hướng dẫn cách kiếm 100 triệu trên tháng từ online. Đó, sau đó tôi ghi này, bước 1, bước 2. Đó, cái bước thì các bạn phải điền vô nha các bạn. Giả sử bước số 1 đó là truy cập vào link xem video. Bước 2 bấm vào link ở đây để được nhận 5 đô la chẳng hạn như vậy đó. Đó đó là cách làm nhá. Đó, thì đó là cách 2. Thì có phải là khi mà họ comment như vậy thì rất là nhiều người quan tâm và sau đó họ sẽ follow ngược lại trên Facebook cá nhân của bạn. Đấy. Rồi, xong cách số 3. Cách số 3 này thì nó khá là thủ công. Nhưng tôi nói cho các bạn biết cách số 3 này nó sẽ dễ dễ bị gọi là dễ bị chặn nha, nhưng vẫn chia sẻ cho các bạn để các bạn nó có thêm được nhiều cách. Đó là bạn chủ động inbox cho họ cách làm, nhưng theo tôi thì cũng không nên làm cái cách này. Theo tôi không nên làm cách này, cái này nó khá là thủ công, ai muốn làm thì làm, dĩ nhiên rằng bạn vẫn có cái kết quả từ nó. Rồi, cách số 4 thì cái cách này nó cũng sẽ hơi 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 dễ bị chặn, hơi dễ bị chặn. Cái cách phía trên kia là dễ bị chặn, còn cái này là hơi dễ bị chặn. Tức là bạn có thể là chủ động, cũng là chủ động comment comment trả lời cho họ về cách làm, hoặc là bạn cũng có thể là comment nó bảo rằng là hãy inbox của tôi đi, tôi chỉ cho các bạn. Đó, hạn chế là bạn nó chủ động inbox cho họ, được chưa nào? Rồi, cách số 5. Cái số 5 này là cách thông minh hơn. Đó là sau khi mà các bạn đã có nhiều lượt comment rồi. Sau khi có khoảng 20 cho tới 50 lượt comment rồi ạ. Thì các bạn nó vào sửa sửa bài post. Và các bạn nó chèn link vào. Chèn link liên kết vào. Hoặc là lúc này các bạn nó sẽ ghi vào cái hướng dẫn. Ghi hướng dẫn cách làm. Thì hướng dẫn cách làm nó chính là cái này. Đây. Đó, các bạn copy cái này. Sau đó các bạn nó dán vào đây. Các bạn có thể xóa này đi. Đó. Xóa này đi. Hoặc là các bạn vẫn để nó. Sau đó các bạn nó dán này vào. Sau đó các bạn nó bấm vào nút sửa. Đấy, thì đấy là cách làm nhé. Rồi. Thì đây là cái ba bước để cho các bạn đó, tạo được cái thu nhập rất là khủng khiếp đó. Tôi tin chắc các bạn đó. Do là các bạn nó chưa từng có trải nghiệm thôi. Nhưng mà đây tôi đã từng có cái trải nghiệm làm được thành công với điều này rồi. Đó, và tôi tin chắc rằng nếu như mà ai làm theo thì sẽ có cái số ít những cái người mà tin tưởng để thành công. Bởi vì tôi nói với các bạn rồi, tin hay không là tùy ở bạn. Bởi vì tôi chia sẻ cái điều này ra thì tôi cũng chả lấy tiền của bạn, và bạn làm theo thì bạn cũng chả mất gì, đúng không nào? Cũng có rất là nhiều người bạn đã từng làm theo những hướng dẫn của tôi ở trên kênh YouTube và họ bắt đầu họ kiếm được vài triệu, thậm chí là vài chục triệu rồi. Giống như anh Trần Hinh này thì anh ấy đã kiếm được hàng trăm triệu. Hàng trăm triệu, đúng là có rất là nhiều người bạn khác cũng kiếm được hàng trăm triệu theo những cái hướng dẫn của tôi. Đây, những cái bạn đã đọc những comment đây thì các bạn sẽ biết được rằng ai đang kiếm được hàng trăm triệu. Đó, còn ai sẽ là người tiếp theo đây? Ai sẽ là người tiếp theo? Ok. Rồi thì video này khá là dài rồi. Cái sự thành công nó chỉ dành cho những người kiên trì mà thôi. Đó, không phải lúc nào tôi cũng có những cái video dài như vậy, bởi vì tôi nói ra thì tôi cũng sẽ rất là tốn rất nhiều năng lượng, đúng không các bạn?
Tôi cũng mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ những video tiếp theo của tôi. Và bạn biết rằng những video mà tôi chuẩn bị ra thì tôi ngoài chuẩn bị về nội dung thì tôi cần phải chuẩn bị về thông tin, về kiến thức rất là nhiều. Và chuẩn bị về những slide trình chiếu để cho các bạn có được những cái thông tin đầy đủ chính xác nhất. Và tôi phải có những cái trải nghiệm thực tế của tôi, cũng như là tôi trực tiếp tôi quay, tôi cắt ghép, tôi chỉnh sửa lại những cái thông tin hình ảnh, những cái video và xong tôi đăng lên cho các bạn. Thì những cái đó đều là những cái tâm huyết nhất của tôi. Tôi hy vọng rằng sẽ đào tạo ra và tôi sẽ giúp được cho nhiều người Việt của mình thành công hơn, trở nên giàu có hơn, có được nhiều thời gian hơn. Thì các bạn đã thấy ở trên Facebook của tôi cũng thường xuyên tôi đăng về những cái điều đó. Đó là những cái điều mà cuộc sống trong mơ của những người đang khao khát có được. Đúng không nào? Thì tôi mong rằng chúng ta sẽ nhanh chóng thành công và trở nên bứt phá hơn, giúp được cho nhiều người hơn nữa. Ok. Rồi, nếu như bạn thấy video này thực sự có ý nghĩa thì đừng quên bấm một nút like, đăng ký kênh YouTube của tôi để nhận những video mới nhất trong thời gian tới. Và hãy share cái video này về ở trên Facebook cá nhân của bạn để cho nhiều người khác tiếp cận được với nó. Ok, rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào các bạn và chúng ta hẹn gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Bye bye.